Cái này đọc là chín chón thịt ha, chữ này là đọc chữ orthodontic, orthodontic, orthodontic đó là gì? Chỉnh nghe. Và đây nó có một cái từ là fix, fix là nó cũng tương đồng luôn với chữ orthodontic, đó là sửa chữa lại. Thì hai cái từ này mình đều có thể dùng được nha. Rồi bây giờ mình nói là rằng đó là bây giờ để mà làm thẳng những cái răng mà lịch răng mà mọc lịch lạc thì bạn cần chỉnh nha. Mình nói như thế nào? Mời bác nghe. Bác nghe, bác nghe nói to lên bác nghe. Rồi để mà làm thẳng răng lịch lạc thì bạn cần chỉnh nghe. Mình nói là sao? To straighten misaligned teeth. You need to do orthodontic. You need orthodontic cũng được ha. Tại vì thằng quỷ này là danh từ. Rồi, bác nghe đúng rồi đó. To straighten, cái âm này là âm A nha, straighten, straighten. Nếu như mà nếu mà đọc không là straighten, straighten hoặc là straighten cũng được ha. Straighten misaligned teeth hoặc là crooked teeth, you need orthodontic ha. Bạn cần phải chỉnh nha. You need to have hoặc là you need orthodontic. Rồi bây giờ mình nói là các lợi ích của chỉnh nha là cái gì? Có nghĩa là khi mà bạn, nếu như bạn làm thẳng răng thì bạn sẽ có nụ cười đẹp. Mà nói làm sao? Thảo. Mít mít mít. Mít mít. Mít. Bật mít lên không? Đáng phát giờ. Đây ạ. Rồi nói lại stress. Nếu như mà bạn làm chỉnh nha, hoặc là nếu như bạn mà niềng răng, hoặc là nếu như bạn làm thẳng răng thì bạn sẽ có cái hàm răng đẹp. Mà nói là sao? Nụ cười đẹp. To straight. Nếu như bạn, if you straighten, if you straighten miss like this, bạn sẽ có cái đẹp à? Nụ cười đẹp là gì? Đẹp là gì? Beautiful smile. You have beautiful smile, smile. À đúng rồi. Ok, bác Vân, mời bác Vân số 3 đọc cái chữ này. Beautiful smile. Ok. Smile ha. Cái chữ là smile thì mình đọc là gì? Smile, cái chữ L mình đọc là o, smile. Đúng nha. Mọi người nghe nè, mọi người hay bị đọc sai cái chữ này. Smile. Đó, smile. Beautiful. For. Beautiful. Beautiful. Nghe chữ lại ha. Beautiful. 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 Beautiful smile. Được chưa? Rồi, bây giờ mời bác Vân luôn số 3. Thì nếu như mà bạn làm thẳng răng thì bạn sẽ giảm đi cơn đau hàm. If you stress crooked teeth, you to relieve cái gì jaw nhỉ? You relieve scar jaw. You can relieve vậy? You can relieve scar jaw. Đau hàm là gì? Hàm là jaw. Đau là gì? Jaw. Hoặc là gì? Jaw. Jaw pain cũng được.
Hôm nay mới phát hiện ra từ này. Hôm bữa là mình học là cái từ sojourn. Đúng không? Đó, thì ok, hôm nay mình có thêm một cái từ là gì? Jaw pain. Đó, bạn có thể giảm đi, relieve là giảm đi cái triệu chứng về đau hàm. Mình cái này thì mình chỉ giới thiệu cho mọi người thôi, để nếu như mà biết thì học nó sẽ hay hơn. Đó là gì? Mình giảm đi các triệu chứng như là đau hàm. Ý chà, đâu rồi? Đây. Đây, mình sẽ giảm đi các triệu chứng như là. Thì như là ở đây là mình dùng một cái từ để liên kết, đó là từ like. You can relieve symptoms, là những cái triệu chứng like jaw pain, như là đau hàm ha. Nhưng mà giờ đỡ cho mọi người dễ học thì sao, mình bỏ cái câu dài đi, mình làm những câu ngắn thôi. Đó là bạn có thể giảm đi cái triệu chứng là đau hàm ha. Rồi bạn có thể cải thiện được cái sức khỏe về răng miệng. Mời bác Việt, để mà làm thẳng răng thì bạn có thể cải thiện được cái sức khỏe về răng miệng, mình nói làm sao? Bác Việt nói được không? Bác Việt đây rồi. Rồi mời số 8, bác Lê Hồng. Cười, rất tươi. Rồi. Miss Light. Correct. Nào, bây giờ nè, để mà nếu như mà bạn chỉnh nghe thì sao? Hoặc là nếu như mà bạn làm thẳng răng. If you thẳng răng nè, straighten. Straighten. Đúng rồi, thần nha. Rồi, crooked teeth. Crooked teeth. You can improve Your dental health. Là gì? Now, bạn có thể improve. Hôm nay mình học thêm một cái động từ nữa. Đó là từ improve. Là gì? Improve là cải thiện. Cải thiện. Được chưa? Improve là cải thiện. Relieve là cái gì? Giảm đi. To relieve. Giảm cơn đau thì mình nói là cái gì? To relieve. The pain. Đúng rồi. To relieve the pain. Rồi để mà tăng cái hiệu quả, cải thiện về cái hiệu quả, cái sức khỏe răng miệng là to improve dental health. Ha. Rồi, thứ ba nữa, cái lợi thứ ba là gì? Để mà align your bite. Ở đây là giống như là cân chỉnh lại cái khớp cắn, đúng không phải mọi người? Đúng rồi. Thì align your bite. Thì cái chữ này, đây là động từ. Align là làm thẳng. Vậy thì bây giờ nó không thẳng hàng lộn xộn là gì? Miss align. Đúng rồi, align. Rồi, cái khớp cắn của mình thì ở đây mình học cái từ đó là bite. Stop. Được chưa? Bite. Còn nếu như mình đọc cái từ bite này không thôi là cái từ gì mọi người? Bye. Đúng bye rồi. Bye. Đó, nó phát âm là y chang vậy nè, bye. Nhưng mà có thêm chữ âm T ở sau cùng nó thì thành từ dấu cắn, ha. À, gì? Khớp cắn. Bite. Được chưa? Rồi, đi một lượt hết nha. Mọi người nhớ ghi chú lại, tí nữa mình sẽ hỏi lại một lượt. Được chưa? Đó là gì? Cái răng khớp khểnh. Như vậy thì bác sĩ sẽ làm cái gì? Bác sĩ chỉnh nghe là đọc lại gì mọi người? Đó là từ này nè, đây là bác sĩ chỉnh nghe nè. Đó là tôi là bác sĩ chỉnh nghe, nói làm sao? Mời bác số 3, bác Vân. I am a optometrist. Đúng rồi, hoặc là chuyên ngành của tôi á, là về chỉnh nghe. Thì mình nói làm sao? My major is optometrist. Orthodontic. Ha, còn đây là người chỉnh nghe, đó là orthodontist. Đó là có chữ is đây, đó là con người.
Đó là bác sĩ chỉnh nghe. Như vậy thì bây giờ bác sĩ chỉnh nghe thầy sử dụng cái mắc cài kim loại thì mình nói làm sao mọi người? Đó, hôm nay mình thay đổi cái cách hướng dẫn chút xíu nha, mình thay đổi để cho mọi người vận động. Orthodontist use braces. Kim loại. Mắc cài kim loại đọc là gì? Braces. Thêm cái chữ kim loại vô nữa. Metal braces. Được chưa? Hoặc là trace. Or trace. Trace đây là gì? Cát. Cái khay. Đúng rồi, cái khay hoặc là các máng đó. Nó nằm ở trong cái mục braces nè. Tại vì cái này là Vũ đang tách ra trong trong một cái câu người ta dùng là gì? Orthodontist use braces. Metal or trace. Được chưa? Can you make metal thì là kim loại rồi nè. Đọc làm sao? Metal. Ha. Metal. Còn trace thì sao? E đây là âm A. A ha, trace. Thêm chữ S nha mọi người. Trace. Rồi bây giờ máng chỉnh nha trong suốt. Bác sĩ gì đó, bác sĩ chỉnh nha sẽ sử dụng máng chỉnh nha trong suốt thì mình nói là sao mọi người? Aligner brace. Cái gì? Máng chỉnh nha trong suốt. Cái chữ đó là chữ gì? Aligner. Aligner đó là máng chỉnh nha. Ok, nhưng mà thêm chữ trong suốt thì thêm chữ gì? Chữ gì đây? Hãy chọn chữ đúng. Điền vào chữ cuối cùng coi. Chữ gì? Clear. Clear aligner. Đó là máng chỉnh nha trong suốt ha. Còn không thì mình dùng chữ aligner cũng được. Đó là các máng chỉnh nha, nhưng mà thêm cái chữ clear này cho nó rõ nghĩa. Transparent. Clear aligner. Và sau khi mà điều trị xong thì người ta sẽ sử dụng một cái hàm duy trì. Đó là gì? Anh Hoàng xuống máy đó Vũ. Dạ. Anh Hoàng xuống máy. Anh Hoàng hả? Anh Hoàng số 9. Số 1. Anh Hoàng số 9, còn bác Thi số 10. Rồi, hàm duy trì là gì mọi người? Dạ, chưa học bài nữa. Retainer. Thì cái chữ này đọc làm sao cũng là gì? N tròn cái lưỡi lên. N. Retainer. Retainer, nhấn âm hai. Hay chưa? Đó, vậy là xong tổng quan của bài hôm nay. Thôi dạy lại đi chứ kịp học Vũ ơi. Dạ đúng rồi. Bây giờ mới là trả bài anh ơi. Đó. Anh vô là về trả bài rồi đó. Được chưa? Bắt đầu là mọi người sẽ nói từ trên xuống dưới nha. Bây giờ mình sẽ nói gì đây? Bây giờ mình sẽ nói rằng là bây giờ mình giả dụ là mình đang tư vấn cho bệnh nhân đi. Có nghĩa là tôi thấy rằng là bạn đang có hàm răng không có thẳng hàng, răng lệch lạc. Bạn cần phải chỉnh nha. Tại vì khi mà bạn chỉnh nha thì bạn sẽ có được cái nụ cười đẹp. Bạn sẽ có thể cải thiện được cái sức khỏe răng miệng của bạn. Bạn có thể là gì? Làm cân bằng cái khớp cắn, cũng như là giảm đi các triệu chứng như là đau khớp. Đó. Trời ơi, nói thành một đoạn, đừng thành một đoạn rồi đó. Mời bác số 1. Bác số 1 đi mất tiêu rồi. Mời bác số 2. Bác số 2 đâu rồi? Bác số 2 cũng đi luôn rồi. Vậy tới phiên bác số 3. I can see you have a misaligned. You need orthodontic. When you to stress crooked teeth. Comma two. When you straighten. When you straighten crooked teeth, you have a beautiful smile. And you have a line your bite. No. You have là sau đó là một cái danh từ, nhưng mà còn a line đây là động từ, có nghĩa là bạn sẽ you have
You can you align. Have... You can align your bike. And you can improve your dental health. Good. You can to relieve symptoms. You can relieve symptoms your pain. No. You can relieve, bỏ hai này đây. You can relieve your pain. Được chưa? Your pain. Đó. Yes. Good rồi đó. Đó là một thành là thành một đoạn. Thì bây giờ trước mắt là sao? Mình cứ chia thành từng đoạn nhỏ vậy đó. Để khi mà mọi người đọc hay rồi, chuẩn rồi thì bắt đầu có thể tập là gì? Nối hai cái câu ngắn lại chung thành một đoạn. À, thành một câu dài. Ha. Nhưng mà bây giờ trước mắt là làm như vậy. Rồi, số 4. Tư vấn đi em. Bật mic lên Thảo. Bác sĩ Thảo sẽ tư vấn cho mọi người nghe về trường hợp miền Nam. Chuyển được không anh? Đây nè, tư vấn thế này hả? Anh nè, răng lịch lạc nè. Đúng rồi, sẽ tư vấn cho Vũ đi. Tôi thấy Vũ có răng. I can see your hair is like this. Thì câu tiếp theo là gì? Logic thôi. Bạn cần you need orthodontics. Why do I need orthodontic? Because when you straighten. Ủa ai đang nói vậy? Từ Bác Vân nói xong rồi. Số 4 Thảo chưa xong. Bật mic lên. Nhắc bài hết luôn. When you straighten crooked teeth, crooked teeth, you have beautiful smile. Gì đây nhỉ? Đấy, trời ơi, trên bảng luôn rồi. You can reduce your pain. You can improve dental health. You can improve your dental health. You can align your bite. Yes. Okay. Good. Rồi số 5, Bác Việt biết có đây không ta? Bác Việt có bệnh nhân rồi. Khổ. Rồi buổi nay vẫn còn làm mà anh Hoàng vừa mới làm xong luôn. Rồi Bác Việt xong rồi, vậy tới số nào ta? Tới tên Hoàng á. Tới anh à? Tới anh đó. I can see you have mid-aligned teeth. Yes. You need to go orthodontic. Ok. Bây giờ đổi lại nè. Bạn cần phải sửa nó thì mình nói làm sao? Sửa chữa ở đây là gì? You need to fix it. Đúng rồi. You need to fix it. Yeah. You need to fix it. Okay. Because when you have straightened teeth. Không. When you straighten, cái này là động từ anh. Động từ gì á? Làm thẳng. Straighten. Làm thẳng. Yeah, sắp xếp lại đó. When you straighten, cook the crooked. Crooked teeth. Đúng rồi. You have a beautiful smile. And you can't really chop pain. You can improve dental health. You can
align your bite. Ok, your dental health thêm cái chữ your ha. Là cái sức khỏe răng miệng của bạn. And you can align your bite. Rồi, số tiếp theo mời bác thầy. Mời bác Nguyên thầy. I can see your misaligned teeth. You have. I can see you have misaligned teeth. Tôi có thể thấy là bạn đang có cái bệnh này. Ha. I can see you have. You should be orthodontist because you need orthodontic hoặc là you need to fix it. Bạn cần phải chỉnh nha. You should be orthodontic là gì chị? Ấy là bạn phải bắt buộc không phải chỉnh nha. You need hoặc là bạn nên đó hả? You should. Should thì sao? You should là nên. Should be là gì? Be là tương lai đó, trong tương lai bạn nên. You should have tương lai đó. Bạn nên có. You should have hoặc là you should fix, bạn nên sửa chữa nó. You should fix it. Đơn giản hóa vấn đề thôi. You should fix it. Rồi, next tip. If you are orthodontic, you will be... Khoan chị, orthodontic đây á là danh từ, nó không phải là động từ. Nó không phải là động từ chỉnh nha. Một á là mình nói if, là làm thẳng. Ừ, một là đây. If you fix it, nếu như bạn sửa chữa nó, hoặc là if you straighten your teeth cũng được. Ha. Bác nói tiếp đi. Straighten là thẳng. Đó, nếu như mà bạn sắp xếp lại răng của bạn, đó nói cho vậy cho nó dễ. If you straighten your teeth, rồi lợi ích là gì? You have a beautiful smile. And align your improve your dental health and relieve jaw pain. Jaw pain. Okay. Rồi có thể là bắt thi vào chậm nên là mình sẽ nhắc lại này chút xíu. Có nghĩa là gì? Cái chữ này, đây là một danh từ, nghĩa là răng không thẳng hàng, răng lệch lạc. Và cái từ đồng nghĩa của nó cũng là một danh từ để mô tả cái chuyện đó. Đó là misaligned teeth. Đây là cụm từ đi chung với nhau. Ha. Một là cái này, hai là cái này. Và động từ để mình nói là cái gì? Để mà làm thẳng ra, làm mà gọi là sắp xếp lại thì mình dùng cái từ là gì? Straighten. Ha. Hoặc là fix. Là sửa chữa. Được chưa? Và đây danh từ của cái việc mà sửa chữa và straighten, cái việc làm thẳng, thì mình nói chung nó là gì? Chỉnh nha. Và chỉnh nha đây là một danh từ, việc chỉnh nha. Nó gọi là orthodontic. Được chưa? Orthodontic. Nhấn âm thứ ba. Và lợi ích ở đây là gì? 1, 2, 3, 4. Những cái mà mình đang vẽ màu xanh lá cây á, đó là động từ. Ha. Hôm nay một số bác là sử dụng, nếu như mình nếu mà đi theo là gì? Bạn cần thì bạn có thể thì là gì? You can relieve, thêm động từ vô. You can relieve, you can improve, you can align. Hoặc là gì? Bạn sẽ thì mình nói là gì? You will. Ha. Đó, rồi xong rồi mọi người cứ thêm những cái động từ này vào thôi. Đơn giản. Như vậy là gì? Mình mô tả được cái lợi ích cho người ta, rồi mình mô tả là lý do tại vì sao mà người ta cần phải straighten their teeth. Và cái công việc mình làm là cái gì? Ok, bây giờ mình sẽ nói tiếp là bây giờ tôi sẽ sử dụng cái niềng kim loại để mà điều trị cho bạn. Thì mình sẽ nói là sao anh Hoàng?
I use phrase. I will use. Thì quá khó. I will use phrase. Mental brace. Cái điều trị của bạn là gì? For your treatment. Yes. For your treatment. Ha. Đó. Đơn giản thôi mọi người. Hãy nghĩ một cách đơn giản và dùng những từ, những câu rất đơn giản để mình dễ nhớ trước cái đã. Ha. Rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng đó là bây giờ trong cái tình huống thì nhiều khi mọi người chưa biết hả? Ok, thử nha. Trong tình huống của bạn, trong trường hợp của bạn thì tôi sẽ sử dụng máng chỉnh nghe trong suốt. Thì mình nói làm sao đây? Mời bác ngát. With your situation, I will use phrase for your treatment. I will use clear aligner. Clear aligners. Okay, for your treatment. Rồi sau khi mà bạn điều trị, thì bạn cần phải sử dụng hàm duy trì. Trong bao lâu? After treatment, you need use the channel. When you finish your treatment cũng được. You need to retain about 12 tiếng mỗi ngày. 12 hours. Ok. Được chưa? Bạn sẽ phải sử dụng cái hàm duy trì. Không phải, cái này không đúng rồi. You have to use retainers. Ok, cũng được. Hiểu theo nghĩa đó thì cũng được. You retainer. Hàm duy trì trước đây không có cần S nữa. Retainer 12 hours per day to finish your. Hoặc là gì? Để mà tránh cái việc mà răng của bạn lật lạc thì bạn cần đeo hàm duy trì. Tức là người ta sẽ nói là để duy trì cái kết quả đó. Để duy trì kết quả đó. Ừ. Đúng rồi, bạn cần đeo hàm duy trì. Rồi thì mình nói làm sao? To prevent. Your tip vậy? Straighten. Để giữ cho cái răng của bạn nó thẳng. Thì keep cái gì đó xong rồi thêm in. Đúng rồi, keep là giữ đó. Your teeth straightening. You need vậy? To use. You need to retain. Được chưa? Thế xong rồi sau đó lại thêm một cái câu nữa. Là bạn đeo hàm đó bao nhiêu trong ngày đó. To keep your teeth straightening, you need to use. Hoặc là To avoid. Để mà tránh cái việc mà bạn bị răng nó chạy. Để mà tránh cái việc mà răng của bạn nó chạy lại. Meet a line again. Để tránh cái việc mà. To avoid.
You avoid meet a lie again. Miss a lie again hả? Cái gì để đang lộn xộn trở lại đó, đang chen chúc trở lại. Again trở lại. Lần nữa. Thô quá. Cái câu này nó thô quá, nó đang là tiếng Bồi rồi chứ không phải tiếng Anh. Câu này em cũng chưa biết nè, để em tra lại cho chính xác ha. Nè đi. Rồi ok, thì còn vài phút nữa mình sẽ ôn lại nha. Còn 2 phút rưỡi nữa thì mình sẽ hỏi lại mọi người chút xíu nè. Rồi, hàm duy trì là gì? Retainer. Đọc đúng nha. Retain. Yeah. Hàm duy trì. Rồi, bác sĩ chỉnh nha. Orthodontics. Việc chỉnh nha. Chỉnh nha cái gì? Bác sĩ chỉnh nha, orthodontist. Đúng rồi, còn việc chỉnh nha. Orthodontic. Đúng rồi, orthodontic. Còn bên kia là tist, còn đây là tick ha. Việc chỉnh nha. Rồi, răng. Răng lệch lạc. Misaligned teeth. Và gì nữa? Một cái từ hôm nay mới học. Straighten là động từ làm thẳng. Sai rồi, bác Hồng phải nốt lại chữ đó. Straighten không phải là răng lệch lạc. Răng lệch lạc là gì? Crooked teeth. Biết sao đây mọi người? Phát âm giúp bộ đi. Crooked. Ghi sao? K-E-D. Đúng không? K-E-D. Teeth. Răng lệch lạc. Chết rồi, còn có 30 giây thôi. Rồi. Nó mà nhảy rồi nó tắt là thôi nha. Bye đó nha. Rồi, để mà thẳng là cái khớp cắn là cái gì? Khớp cắn. Align your bite. Đúng rồi, nhớ rồi đó. Align your bite. Rồi, để mà giảm cái đau hàm